trong đợt hội quân tới đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại quan trọng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Đây hứa hẹn sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của những chiến binh sao vàng trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị có hai trận đấu quan trọng với Trung Quốc và Oman. À tất nhiên, tôi biết là có một số ông chuẩn bị spam cái video này vào bình luận rồi. Nhưng mà đến anh Ronaldo của tôi thỉnh thoảng cũng có mấy pha bỏ lỡ mù mắt kiểu như này cơ mà. Nên là thôi, chúng ta vào chủ đề chính của video ngày hôm nay nhé. Ngay bây giờ, hãy cùng Nextport khám phá top 5 lý do để tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi tích cực với sự trở lại của Nguyễn Công Phượng. 1. Công Phượng không cần thời gian để thích nghi. Điểm cộng đầu tiên cho tiền đạo sinh năm 1995 này là việc thầy Park có thể sử dụng anh một cách ngay lập tức. Công Phượng sẽ không cần mất nhiều thời gian để hòa nhập và làm quen với chiến thuật, với cách chơi của toàn đội. Dù mới được triệu tập bổ sung thôi, nhưng trường hợp của Công Phượng khác hẳn với những nhân tố mới mẻ như Tuấn Hải, Trương Văn Thiết, Xuân Nam hay là Trọng Đại. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã gắn bó với đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm và đồng hành cùng chúng ta trong rất nhiều chiến tích lịch sử. Và cũng xin được nhắc lại, sự vắng mặt của Công Phượng trong hai trận đấu đã qua là vì những lý do cá nhân, lý do gia đình, chứ không phải là bởi yếu tố chuyên môn. Từ lâu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã coi Công Phượng như một phần không thể thiếu cho đội hình của mình. Ông không xếp anh đá chính quá thường xuyên, nhưng vẫn ưu tiên sử dụng tiền đạo này như một lá bài tẩy được giấu kỹ trong tay áo. Ngược lại, bản thân Công Phượng cũng đã thấm nhuần triết lý, tư tưởng và phong cách chiến thuật của huấn luyện viên Hàn Quốc rồi. Như vậy, có thể thấy được rằng Công Phượng gần như sẽ không mất thời gian và sẽ ngay lập tức khẳng định lại được vị trí của mình tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. 2. Anh ấy sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Một yếu tố khác nữa khiến cho màn trở lại của Công Phượng trở nên đáng chờ đợi hơn, đó là bối cảnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại khi mà hàng công của chúng ta đang hoạt động không thực sự hiệu quả. Những chân sút chủ lực trong tay thầy Park như Tiến Linh, Phan Văn Đức đã thể hiện phong độ không cao ở quãng thời gian gần đây. Trong khi đó, những nhân tố dự phòng như Tuấn Hải, Đức Chinh, Văn Toàn cũng chưa để lại quá nhiều dấu ấn. Sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup thì các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chưa thể ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất chọc thủng được mảnh lưới của đối phương và đó là bàn thắng được ghi do công của Quang Hải, một tiền vệ. Chính vì thế, Công Phượng có thể là người sẽ mang đến bộ mặt khởi sắc hơn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. 3. Công Phượng có lối chơi kỹ thuật đột biến, điều mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đang rất cần. Không chỉ giúp cho thầy Park có thêm nhiều sự lựa chọn và làm dày thêm về mặt đội hình cho đội tuyển Việt Nam, công bằng mà nói thì Công Phượng là một sự bổ sung cực kỳ cần thiết cho đội tuyển, đặc biệt là về yếu tố chuyên môn. Tiền đạo này là mỗi cầu thủ sở hữu phẩm chất kỹ thuật tốt, có khả năng tạo đột biến cao, khả năng cầm bóng và hoạt động độc lập của anh cũng sẽ đặc biệt hữu dụng cho đội tuyển trong bối cảnh mà chúng ta thường xuyên phải chơi phòng ngự phản công trên những đối thủ ở bảng B. Không những thế, Công Phượng cũng đang dần hoàn thiện bộ kỹ năng của mình, đặc biệt là khả năng kiến tạo. Có lẽ người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa quên khoảnh khắc cầu thủ mang áo số 10 thực hiện đường truyền hơn 30m để Văn Toàn ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Topeland Bình Định. Bên cạnh đó, sự ổn định cũng là một yếu tố mà ít người để ý khi đánh giá về Công Phượng. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Phượng là mẫu cầu thủ chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng, sáng nắng chiều mưa. Thế nhưng những thống kê thì lại chứng minh điều ngược lại. Và chúng ta vẫn biết rằng những con số thì không biết nói dối. Nếu như không tính những năm bị mang đi cho mượn tại Mito Holyoke, Incheon United hay là Saint Truiden, Công Phượng đã ghi ít nhất 6 bàn thắng trong mỗi mùa giải tại V-League 2015, 2017, 2018, 2020 và 2021. Cá biệt là ngay ở mùa giải này, anh đã kịp ghi 6 bàn thắng và có một đường kiến tạo trước khi V-League bị hủy bỏ sau chưa đầy nửa mùa bóng. Điều thứ tư, cái duyên của một siêu dự bị. Bên cạnh việc thi đấu rất ấn tượng, Công Phượng cũng đang thể hiện cái duyên ghi bàn kỳ lạ của mình mỗi khi xuất phát từ băng ghế dự bị. Theo thống kê, chân sút của Hoàng Gia Lai đã có 2 lần nổ súng tại V-League mùa này khi được tung vào sân thay người. Đáng chú ý, đó đều là 2 bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Gia Lai và có ý nghĩa quyết định trong việc mang về 3 điểm cho đội chủ sân Pleiku. Trong màu áo của đội tuyển Việt Nam, anh cũng đã nhiều lần làm được điều tương tự. Còn nhớ trong trận bán kết lượt về tại AFF Cup năm 2018, Công Phượng đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho những chiến binh sao vàng chỉ ít phút sau khi anh vào sân từ ghế dự bị. Trước đó không lâu tại ASEAN năm 2018, cũng chính Công Phượng đóng vai người hùng phút cuối để mang về chiến thắng quan trọng trước Bahrain. Pha lập công của tiền đạo vào sân thay người này cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử khi nó giúp Olympic Việt Nam có lần đầu tiên giành vé vào tứ kết tại một kỳ Á vận hội. Có thể trong hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman tới đây, Công Phượng sẽ không được thầy Park điền tên vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên không sao cả, chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng và có quyền chờ đợi vào cái duyên của siêu dự bị này. 5. Phẩm chất của một cầu thủ lớn. Trên tất cả, Công Phượng là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Anh có đầy đủ kỹ năng và cũng có đủ sự bản lĩnh để định đoạt trận đấu trong những thời khắc quan trọng. Trên thực tế, những phẩm chất ấy đã được cầu thủ này thể hiện ngay từ khi còn rất trẻ rồi.
Pha bóng mà Công Phượng độc diễn giữa vòng vây của 5 cầu thủ Australia, sau đó lạnh lùng tung cú sút cháy lưới đội bóng này có thể coi là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Chắc chắn người hâm mộ tiền đạo này cũng như những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đều hy vọng rằng những khoảnh khắc thiên tài như thế sẽ được anh tái hiện tại vòng loại thứ 3 World Cup tới đây. Cuối cùng, Công Phượng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giải phóng và phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ chơi xung quanh anh. Cụ thể ở đây là trường hợp của Quang Hải. Hải Con có thể coi là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này với khả năng tạo nên sự bùng nổ. Tuy vậy thì số 19 đang bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ, đồng thời bố trí theo kèm cực kỳ chặt chẽ trong hai trận đấu đã qua. Sự xuất hiện của một nhân tố như Công Phượng vừa giúp cho Quang Hải được san sẻ trong nhiệm vụ sáng tạo, vừa có thể giảm tải bớt áp lực và sự chú ý mà đối thủ đang đổ dồn về cầu thủ này. Đó là top 5 lý do để tin rằng sự trở lại của Công Phượng sẽ giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có màn trình diễn khởi sắc hơn trong những trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup năm 2022. Còn bạn kỳ vọng gì vào màn comeback của tiền đạo sinh năm 1995 này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, follow và bấm nút nhận thông báo để ủng hộ Nextport. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phượng đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ 3 dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi, và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến, và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh, và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên. Bóng đá luôn làm cho người ta trẻ lại. Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam, Công Phượng. Công Phượng! Trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tiếp cận. Đúng là một tiếp cận của đội trưởng áo số 10 bên phía U19 Việt Nam. Bàn thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này. Và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn là phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đặt mình được.